Đây là một phần trong tổng số 3.500 cây tre bát độ được vận chuyển từ Phú Thọ lên biên giới Lạng Sơn để trồng dọc theo đường biên. Là khu vực biên giới có địa hình phức tạp, nhiều núi cao, độ dốc lớn nên phải mất nhiều giờ đi bộ. Số cây tre giống này mới được các chiến sĩ biên phòng vận chuyển đến điểm trồng, cách đường biên giới 10 mét. Đây là lần đầu tiên lực lượng biên phòng tỉnh Lạng Sơn triển khai mô hình trồng cây tre dọc đường biên như một hàng rào mềm nhằm ngăn chặn tình trạng xuất nhập cảnh trái phép, cũng như hình thành vật che khuất phù hợp trong hoạt động phòng thủ, tác chiến. Như quý vị có thể thấy thì mỗi cái khóm tre như thế này được trồng cách nhau với khoảng cách khoảng hơn 2 mét. Tức là sau khoảng 2 năm thì những cái cây tre này phát triển lên sẽ hình thành những cái bụi tre rất lớn và đan xen vào nhau, hình thành nên một cái đường hàng rào mềm dọc theo biên giới rất là vững chắc. Triển khai trồng tre làm hàng rào mềm có chi phí thấp hơn nhiều so với xây dựng hàng rào cứng kiên cố như bên nước bạn. Ủy ban nhân dân huyện Cao Lộc đã tặng hơn 3.000 cây tre bát độ cho 2 tập thể và 16 hộ dân trồng dọc theo 7 cột mốc đường biên giới. Đây là giống tre có tốc độ sinh trưởng nhanh, phù hợp với địa hình thổ nhưỡng. Chỉ sau 2 năm, cây đã trưởng thành có thể cho thu hoạch măng. Một số bà con thì đem về làm măng chua, xong là cũng có thể là làm măng khô, phơi làm khô mình bán ra thị trường. Chỉ trong 2 ngày, hàng trăm cán bộ chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn đồn biên phòng Ba Sơn đã trồng xong 3.500 cây tre dọc tuyến biên giới dài 6 km. Dự kiến trong thời gian tới là phát ở đoạn mốc từ 1173 đến 1183 và trao tặng cây tre cho bà con của xã Cao Lâu để bà con tiếp tục ở trồng trên đoạn biên giới dài hơn 10 km và hướng tới thì chỉ đạo các đồn biên phòng trồng tre dọc theo tuyến biên giới của bộ đội biên phòng tỉnh Lạng Sơn. Việc triển khai mô hình lũy tre biên giới Việt không chỉ hình thành một vành đai xanh trên tuyến biên giới mà còn nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân địa phương, tích cực giúp đỡ các cán bộ chiến sĩ biên phòng trong việc gìn giữ chủ quyền lãnh thổ đất nước.